Nếu Thủ tướng Aaron Henry không từ chức và cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ ông ta, chúng tôi sẽ tiến hành nội chiến dẫn đến diệt chủng. Thưa quý vị khán giả, đó là những gì mà chúng ta vừa nghe từ lời thách thức của người có tên là Jimmy Cherizier, còn được biết tới với biệt danh là BBQ. Cherizier là một cựu cảnh sát ở Haiti và hiện đang là lãnh đạo của một trong những băng đảng khét tiếng nhất và đang gây náo loạn tại quốc gia này. Và thậm chí thì tay chùm này còn nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Vậy lai lịch của Cherizier như thế nào mà khiến cho Haiti lại rơi vào tình trạng hỗn loạn như hiện nay? Đầu tiên thì chúng ta phải biết Jimmy Cherizier, năm nay 46 tuổi, đã là người đứng đầu gây ra tình trạng bạo loạn băng đảng bao trùm khắp Haiti khi mà hắn là người đứng đầu của liên minh có tên là Gia đình G9. Cái gọi là Gia đình G9 này có trên 1.000 thành viên, chủ yếu là các cựu cảnh sát, Cựu nhân viên bảo vệ hoặc là trẻ em đường phố từng bị buộc vào rất nhiều tội như là giết người, cướp bóc, ám sát, buôn bán ma túy hay là bắt cóc. Đây không phải là lần đầu tiên mà cheri trở thành chủ đề chính trên truyền thông. Vào năm 2022 thì với vai trò thủ lĩnh của gia đình G9, hắn đã phong tỏa cảng nhiên liệu của Haiti trong rất nhiều tuần, gây ra sự tê liệt về toàn hệ thống phân phối xăng tại quốc gia này. Diễn biến này khiến cho chính phủ Haiti phải kêu gọi lực lượng đa quốc gia hỗ trợ để cảnh sát địa phương có thể khôi phục lại trật tự. Tuy nhiên, thì đến nay vẫn chưa có bất cứ lực lượng nào xuất hiện trong khi tình trạng hỗn loạn như những gì mà chúng ta đang biết là đang ngày một gia tăng. Vào tháng 10 năm 2022, thì Charizia đứng đầu danh sách trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với các băng đảng có vũ trang ở Haiti. Lệnh trừng phạt này bao gồm yêu cầu cấm di chuyển hay là đóng băng tài sản và thậm chí là cấm vận sử dụng vũ khí. Theo hội đồng chuyên gia giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, thì bất chấp nằm trong diện đang bị trừng phạt, thì Cherizier vẫn nhúng tay vào các hành vi đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của Haiti. Trong một bài trả lời phỏng vấn với kênh Anjouera vào năm 2021, thì tay chùm này khẳng định rằng không phải là một tên giang hồ và sẽ không bao giờ là một tên giang hồ. Cherizier tự nhận bản thân là đang chiến đấu vì một xã hội kiểu khác. Vào ngày 1 tháng 3 vừa qua thì Jimmy Charizia tuyên bố sẽ tiếp tục các nỗ lực để lật đổ Thủ tướng Ariane Henry và yêu cầu cảnh sát quốc gia Haiti cùng quân đội phải bắt giữ Thủ tướng để giải phóng và thay đổi quốc gia này. Có những khu vực quan trọng, có những địa điểm chiến lược mà chúng tôi đang chiến đấu để giành lại để trở thành lãnh thổ của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép chúng tôi giành chiến thắng trong việc phế chuất Thủ tướng Ariane Henry càng nhanh càng tốt. Người dân Haiti đã và đang phải hứng chịu làn sóng rất bất ổn và bạo lực băng đảng trong những năm gần đây. Các băng nhóm thì ngày càng hung mạnh và bất ổn chính trị cũng từ đó ngày càng gia tăng kể từ vụ ám sát Tổng thống Haiti ông Jovenel Moise vào năm 2021. Trước đó thì ông Moise đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình kêu gọi từ chức vì các cáo buộc liên quan tới tham nhũng và tuyên bố rằng nhiệm kỳ 5 năm của ông đã chấm dứt. Còn hiện tại thì lý do khiến các băng đảng có âm mưu lật đổ Thủ tướng Haiti Henry là vì đối với người dân của quốc gia này, họ đang thất vọng và bất mãn với Thủ tướng Henry. Họ cho rằng ông không có khả năng kiềm chế tình trạng bất ổn đã bùng lên từ tháng 2 vừa qua và đã nhiều lần hoãn kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Theo thỏa thuận trước đó, thì Thủ tướng Henry cam kết tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực trước ngày 7 tháng 2 năm 2024. Vào ngày 28 tháng 2 sau đó, thì các nhà lãnh đạo cộng đồng Caribe cho biết Thủ tướng Haiti ông Ariel Henry đã đồng ý tổ chức cuộc tổng tuyển cử chậm nhất là vào ngày 31 tháng 8 năm 2025. Các cuộc đụng độ vũ trang đã diễn ra sau đó kèm theo một loạt các cuộc biểu tình trong bạo lực. Thế nhưng mọi thứ càng trở nên nguy hiểm và trầm trọng hơn trong những ngày gần đây khi mà Thủ tướng Henry đã sang thăm Kenya để hoàn tất các chi tiết với Tổng thống Kenya William Ruto về việc triển khai một phái đoàn hỗ trợ an ninh đa quốc gia tới Haiti nhằm giành lại quyền kiểm soát đất nước từ tay các băng đảng vũ trang. Thế nhưng, khi mà ông Henry đi ra nước ngoài, thì các băng đảng đã tranh thủ cơ hội này để gây ra một sự hỗn loạn ở thủ đô. Tiếng súng đã nổ ra khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti vào ngày 29 tháng 2 khi mà lực lượng của chính quyền đã đối đầu với các nhóm tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát, các học viện cảnh sát và sân bay quốc tế Tuoc Sang-Lovater các trường học và các doanh nghiệp từ đó đã phải tạm dừng hoạt động. Nhiều hãng hàng không thì phải hủy các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế khi mà máy bay và các nhà ga sân bay bị uy hiếp trong tình trạng là luôn nằm trong tầm bắn của các nhóm vũ trang. Và đêm ngày 2 tháng 3 vừa qua và trong dạng sáng ngày 3 tháng 3 theo giờ địa phương thì các băng đảng đã tấn công nhà tù quốc gia ở Port au Prince khiến cho Liên đoàn Cảnh sát Haiti phải kêu gọi tất cả các sĩ quan ở thủ đô sử dụng ô tô và vũ khí để tham gia hỗ trợ cảnh sát qua đó có thể chiến đấu và duy trì quyền kiểm soát nhà tù này. Đồng thời cảnh báo rằng nếu những kẻ tấn công thành công thì sẽ không còn ai ở thủ đô có thể thoát được vì sẽ có thêm 3.000 tên cướp hoạt động. Hiện tại thì chưa rõ có bao nhiêu tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù này. Thế nhưng nhiều nguồn tin cho rằng đây là một số lượng rất đáng kể. Các nguồn tin còn cho biết là một số người giam giữ không muốn rời đi vì sợ nguy hiểm đến tính mạng của chính mình Ngoài ra thì các cảnh sát phụ trách nhà tù cũng đã rời khỏi cơ sở này. Một số nhân chứng thì còn cho biết là đã có rất nhiều thi thể đang nằm rải rác ở bên ngoài nhà tù một cách rất là thương tâm. Một báo cáo vào năm 2017 cảnh báo về tình trạng quá tải và rất nghiêm trọng của nhà tù này. Cùng với đó thì do ảnh hưởng của các bạo lực băng đảng thì chính phủ Haiti đã phải gia hạn thêm một tháng tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Port-au-Prince kể từ ngày 7 tháng 3 nhiều nước thì đã tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Haiti. Cùng với đó là hủy mọi cuộc làm việc và khuyến nghị công dân của quốc gia mình sớm tìm cách trở về cũng như là tích trữ nhu yếu phẩm và đặc biệt là không ra ngoài khi mà cảm thấy không thật sự cần thiết. Chỉ trong chưa đầy một tuần qua thì ít nhất 15.000 người Haiti đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn làn sóng bạo lực hiện tại. Điều này khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải họp khẩn và bày tỏ sự quan ngại của mình về tình hình nguy cấp ở Haiti theo thông báo của chương trình lương thực Liên hợp quốc, hơn 20 xe tải chứa các thiết bị thiết yếu như là thuốc men và thực phẩm thì đang bị mắc kẹt ở thủ đô của Haiti do tình trạng rất mất an ninh hiện nay. Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Perutz đã cảnh báo tình trạng hỗn loạn tại quốc gia này hiện tại là đã ở mức không thể kiểm soát được với gần 1.200 người đã thiệt mạng trong năm nay do bạo lực bằng đảng. I urge... Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn Haiti rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa. Vụ vượt ngục hàng loạt đã được xem là mối đe dọa nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Đến nay, hơn 4.500 tù nhân được báo đã trốn thoát, trong số đó có các thành viên băng đảng khét tiếng, cũng như những người bị bắt liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Tình trạng này là không thể chấp nhận được đối với những người dân Haiti Kể từ đầu năm đến nay, 1.193 người đã thiệt mạng và 692 người khác bị thương do bạo lực băng đảng. Hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ khi các bệnh viện không đủ năng lực để điều trị cho những người bị thương. Các trường học và cơ sở kinh doanh đều đóng cửa, trẻ em ngày càng bị các băng nhóm lợi dụng. Hoạt động kinh tế bị bông nghẹt khi các băng nhóm áp đặt các hạn chế đối với việc đi lại của người dân. Đơn vị cung cấp nước uống lớn nhất Haiti đã ngừng giao hàng trong khi ít nhất 313.000 người hiện đang phải sơ tán trong nước. Năm 2023, hơn 8.400 người được cho là đã thiệt mạng, bị thương hoặc là bị bắt cóc. Và con số này thì cao hơn gấp đôi so với những gì được báo cáo vào năm 2022. Các băng nhóm tham chiến đã chiếm quyền kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince và cắt đứt toàn bộ các tuyến cung cấp quan trọng cho phần còn lại của Haiti. Các thành viên của các băng đảng cũng đã khủng bố người dân ở thành phố này Bộ hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa giữa làn sóng bạo lực, giết người bừa bãi, bắt cóc, đốt phá và thậm chí là có cả cưỡng bức. Khoảng 1.100 người đã thiệt mạng, bị thương hoặc là bị bắt cóc chỉ trong tháng 1 năm 2024. Thời điểm mà Liên hợp quốc gọi là tháng bạo lực nhất trong 2 năm qua ở Haiti. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 mới chưa hết quý 1 thế nhưng mà thế giới đã phải chứng kiến quá nhiều sự việc thương tâm, bạo loạn bất ổn khiến cho cuộc sống của hàng triệu người dân bị đảo lộn và đối tượng bị chịu thiệt hại lớn nhất vẫn là trẻ em. Khi mà các trẻ nhỏ hoặc là trẻ vị thành niên không có đủ thức ăn, việc học tập thì bị gián đoạn, chất lượng cuộc sống thì bị suy giảm nặng nề. Hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế cần lên tiếng và hành động để không chỉ ở Haiti mà ở tất cả trên thế giới, người dân phải được sống trong hòa bình. Những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng là câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.